fan Manchester United của chúng ta Ai cũng có cho phần lớn Ai cũng có một cái áo MU này đúng không Ai cũng có một cái áo MU như thế này Bây giờ à, ngày mai ấy à, khi bạn ra ngoài đường Hoặc là bạn có hai ba cái áo đi Khi mà ngày mai bạn ra ngoài đường Ai dám mặc cái áo này Không một ai thực sự luôn dám mặc cái áo này ra ngoài đường luôn Tôi nói thật à Mấy cái trận trước ấy MU thua à và sau đấy bên này là giờ anh đúng không ở giờ bên anh ấy thì vẫn là vẫn còn buổi chiều nó đá khá là sớm tầm chiều sớm hoặc là giờ trưa đấy thì vẫn còn thời gian buổi chiều thì thường là tôi đi gym tôi đi gym ấy thì tất nhiên là người sẽ toát mồ hôi khi mà tôi toát mồ hôi ấy, thì tôi không cần thay áo có nghĩa là ấy, tôi thường ấy tôi mặc áo mu lên stream mu thua à thì tôi sẽ thực sự là đắn đo <laughs> tôi thực sự ấy là tôi phải đắn đo là tôi có thực sự là có muốn tiếp tục mặc áo này để vào gym không tôi cũng muốn vào gym để tôi lập tập luyện tôi nâng tạ rồi tôi chạy ở trong đấy cái thứ tôi tập bài này tôi tập bài kia tôi lên bụng các kiểu không hay là tại vì đằng nào tôi cũng tắm mồ hôi và sau đấy tôi tắm đúng không tôi tôi, tôi, tôi tôi chia sẻ với các bạn đây là những cái gọi là thực sự luôn, đây là những cái trải nghiệm là thực tế nhất đến từ tôi luôn tôi có thực sự là tôi muốn mặc áo này không hay là tôi cân nhắc tôi phải thay một cái áo khác và nói thật luôn à những lúc nào ấy mà u hòa hoặc là thắng thì tôi giữ tôi giữ nguyên cái áo mà tôi mặc lên stream và tôi đi gym tôi đi gym xong và tôi về tôi tắm nhưng mà thực sự là áo nữa mà tôi phải đi gym mà tôi không thể nào mà tôi mặc cái áo này ra ngoài đường được. nó xấu hổ dã man luôn đấy. và các bạn biết đấy, ở Việt Nam có mấy cái kiểu như là cái mấy cái tranh vẽ kiểu tranh biếm họa đúng không? Fan MU nó tội đến cái mức nào? Fan MU thảm hại đến cái mức nào? Fan MU bị tra tấn đến cái mức nào? thôi tha cho bọn nó đi. bọn nó kiểu đã kiểu là chịu đựng quá nhiều rồi. nhưng mà nó, nó đến từ sự thật. vấn đề ấy là nó đến từ sự thật không phải là bạn tự tự tấu hài nó lên bạn tự làm quá nó lên đúng không tất nhiên nó có một sự làm quá lên nhưng mà nó cũng một phần nào nó đến từ cái sự thật đây là những cái trải nghiệm thực sự của fan manchester united của chúng ta chúng nó thành một cái meme đúng nó thành một cái meme các bạn bảo đây đấy buồn quá thật sự giờ cũng sợ lên mạng xã hội <laughs> áp lực tinh thần lắm hay đông nguyễn mà thế ra ngoài đường lên lên mạng xã hội mẹ tôi không dám giờ một cái cờ ơi tôi là fan mà không tôi không không vì thế chúng ta mới nghĩ ra những cái câu như là chui vào hang các kiểu Tại vì thực sự nó, nó nhục nhã Mà bây giờ nhá các bạn hình dung đi Các bạn hình dung đi Là bây giờ ấy, mình cảm thấy nhục nhã đến cái mức thế ấy. Thì bây giờ cầu thủ mẫu Mình nghĩ Thực sự ấy, mình nghĩ Mình nghĩ Mình nghĩ là nếu như ấy, là mình nhục nhã như thế dưới tư cách là fan rồi thì bây giờ bạn hình dung cầu thủ mẫu mà bây giờ cuối tuần đi gặp họ hàng đi gặp bố mẹ đi gặp người thân đi gặp bạn bè các kiểu họ phải nhục đến cái mức nào họ thực sự là họ phải nhục đến cái mức nào khi mà bây giờ bạn hình dung đi bây bạn đá trong trận trong trong tuần bạn thua bốn không ngày mai bạn có một cuộc hẹn với một đứa bạn thân hồi cấp 2, cấp 3 hay đại học gì đấy mà gặp nó bạn phải thấy nhục chứ bạn phải cảm thấy nhục thực sự luôn mình tôi không hiểu bên bọn nó mặt trơ nó mặt dày đến cái mức nào mà bây giờ tuần này qua quần tuần khác bộ nó đá những cái màn trình diễn như thế cho một cái câu lạc bộ tầm cỡ quốc tế như thế một cái câu câu lạc bộ thuộc lại một trong câu lạc bộ to nhất lớn nhất hành tinh như thế có cái thương hiệu mạnh như thế nó đá như thế mà bây giờ nó đi gặp họ hàng bạn bè nó không cảm thấy xấu hổ à bộ mày không cảm thấy xấu hổ à cầu thủ mẫu ơi thực sự nhục nhục mặt nó ấy nhục dã man luôn mình mà là fan thôi mình là fan thôi mình đã thấy nhục rồi bên bây, bây, cầu thủ mẫu mà, mà không nhục bên tôi chịu luôn Tôi chịu luôn các bạn bảo phòng ngự chán cầu thủ này cầu thủ kia chán nhận lương cao đúng Mà phải cầm thích phải có một cái chút liêm sỉ